Hi Jay, thanks for coming on our show today. It's been a while since we've seen you or ICMS in our office. However, I want to say a special thanks to you and ICMS as you were one of our very first partners here in Vietnam. And I really hope that we can continue this relationship for many years to come. Now I know you and I can talk for hours, but for today I want to just focus on, and for the constraints of the show, I just want to focus on hospitality and ICMS overall. Alright, great, let's get started. Let's be honest. Hospitality is an industry that always seems to be fun, and usually it's coupled with the entertainment industry. And a lot of programs today, they don't really offer the practical training that they really need to be successful in the hospitality industry. Can you go into a little bit of depth of why ICMS became the number one institution in Australia for graduate employability? Cảm ơn Rishi và công ty Dung Hồng SI đã cho Ngọc một cái cơ hội đến buổi talk show này để chia sẻ một chút về kinh nghiệm ngành cũng như là ngành quản lý khách sạn cũng như là du học Úc cho các bạn sinh viên. Thì Ngọc xin tự giới thiệu, tên là Bảo Ngọc, làm đại diện của trường ICMS được khoảng 6 năm rồi. Thì với kinh nghiệm là 9 năm trong ngành cũng như là một cựu du học sinh, thì có thể chia sẻ cho các bạn một chút về kinh nghiệm cho cái hành trang du học của các bạn trong sau này. Thì khi mà bắt đầu giảng dạy cái ngành này thì ICMS cũng đã rất là hiểu rõ chuyên ngành quản lý khách sạn là một chuyên ngành cần phải có thực hành đi song song với lý thuyết. Đó là tại sao mà cách đây 10 năm thì ICMS đã ra một cái bộ phận hỗ trợ cho học sinh trong việc là mình sẽ có một cái khóa thực tập hưởng lương trong quá trình học. Thì ngoài cái việc mà bên trường giảng dạy rất là chuyên sâu về tất cả những cái quy tắc trong ngành, tất cả những cái học thuật trong ngành, thì trường luôn offer cho học sinh về tỷ lệ, vì ví dụ như là vào mỗi thứ năm hàng tuần thì học sinh sẽ có một cái tiết thực hành, hoặc là học sinh sẽ được trải nghiệm 9 tháng hoặc là 6 tháng đi thực tập tại những cái khách sạn lớn ở Sydney. Ngoài ra thì học sinh được tham gia tất cả những cái event, những cái hoạt động của trường mà cần hỗ trợ, ví dụ như là đám cưới hoặc là Giáng sinh hoặc là Halloween này nọ, thì những cái học sinh trong chuyên ngành quản lý khách sạn đều được tham dự. If you could list the top 5 ICMS programs, what would they be? Chuyên ngành đầu tiên mà ICMS đào tạo là chuyên ngành quản lý khách sạn. Ngoài ra các bạn có thể chọn thêm những chuyên ngành như là tổ chức sự kiện là một trong 7 chuyên ngành nhỏ của marketing, chuyên ngành về du lịch, chuyên ngành về kinh doanh, cũng như là chuyên ngành về property là bất động sản. How about alumni? Do you know any personal alumni? Do you know where alumni are around the world? Hiện nay thì với tỷ lệ khá là tốt là 85% học sinh sau khi hoàn thành cái khóa học qua ICMS riêng về chuyên ngành lý khách sạn thì họ luôn luôn kiếm được việc làm. Thì đa số họ sẽ làm tại những tập đoàn khách sạn lớn tại Sydney cũng như là những nước khác. Lý do là trong cái mạng lưới 120 công ty đối tác của trường, khi mà gửi đi thực tập á, thì đa số sẽ có luôn cả tập đoàn khách sạn này, cho nên họ sẽ được giữ lại sau khi tốt nghiệp. Nhiều nhất là học sinh tốt nghiệp của ICMS làm tại tập đoàn khách sạn Accor, gồm những khách sạn như là Sofitel, Novotel hoặc là Pullman. Ngoài ra thì tập đoàn khách sạn Starwood và khách sạn Sheraton cũng có rất nhiều học sinh Việt Nam đang theo làm tại Sydney hoặc là Brisbane. Ngoài ra thì Marriott, Sarila hoặc là Four Seasons cũng có học sinh Việt Nam đang làm việc tại những tập đoàn khách sạn. Are there any notable alumni that you have personally met? Đây là một điều rất là tự hào là Ngọc có được gặp một sinh viên rất là ưu tú tại trường ICMS. Sau khi mà bạn hoàn thành khóa học 3 năm đại học tại trường thì bạn được rất là nhiều những cơ hội việc làm từ những tập đoàn khách sạn lớn, và hiện nay bạn đang làm tại Novotel Darling Harbour. Đây là một trong những tập đoàn khách sạn rất là lớn tại Sydney. So we talk a lot about the mental change and the transformations that students will make when they go and when they live abroad. Can you tell us a little bit about the transformation that students at ICMS make? Have you seen any of those transformations yourself? Can ICMS help those individuals transition into a more work-ready format? Cảm thấy là học sinh cảm rất là tự tin hơn rất là nhiều, kể cả về chuyên môn cũng là về kỹ năng thực tập. Và bạn có một cái trang bị, một cái hành trang rất là tốt cho cái ngành này. Và những cái sinh viên mà Ngọc gặp sau khi tốt nghiệp thì đa số họ nói là họ sẽ gắn bó rất là lâu dài cho chuyên ngành quản lý khách sạn. Now, the question I would like to ask is, during these internships and these work integrated programs within their curriculum,
the question I really want to know is how often are these students actually getting employed by the companies that are interning them? Does ICMS hold career fairs to help pending graduates get employed? Hiện nay thì cái tỷ lệ đó dao động khoảng chừng 85-90% các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm theo đúng chuyên ngành của mình. Lý do mà ICMS tự hào có được một cái tỷ lệ rất là cao như vậy là vì 100% học sinh hiện trong quá trình học tại ICMS đều được nhận vào những cái tập đoàn khách sạn lớn. Và như các bạn biết là học sinh Việt Nam mình rất là cố gắng trong việc thực tập cũng như là học hỏi, cho nên đa số những cái công ty đó họ sẽ nhận lại cái sinh viên sau khi mà họ tốt nghiệp. Cho nên ICMS luôn luôn được đánh giá là một trong những trường có một cái chương trình học rất là phù hợp cho các bạn sau để dễ dàng có thể có được việc làm sau khi tốt nghiệp. Có một mạng lưới rất là mạnh trong ngành, đặc biệt là chuyên ngành quản lý khách sạn, thì trước khi các bạn tốt nghiệp thì ICMS sẽ mời những cái công ty tuyển dụng những cái khách sạn, họ sẽ đến một cái hội thảo rất là lớn và ngồi và ICMS sẽ chuẩn bị cho các bạn những cái kỹ năng như là cách viết một cái đơn xin việc như thế nào, cách tập phỏng vấn như thế nào, cách ăn mặc như thế nào, cách giao tiếp bằng mắt hoặc là bằng những cử chỉ ngôn ngữ như thế nào, và thông qua những cái kỹ năng đó thì các bạn sẽ được giới thiệu đến những cái nhà tuyển dụng để có thể có được công việc sớm nhất. Cách đây khoảng chừng 3 tuần thì Ngọc có được ở một cái hội thảo về những nhà tuyển dụng cho chuyên ngành quản lý khách sạn tại Việt Nam, thì họ nói là cái ngành này sẽ phát triển rất là lớn tại Việt Nam trong một tương lai gần, và họ đang cần một lượng nhân lực rất là nhiều, đặc biệt là nhân lực mà ở cấp độ cao. Ví dụ như vị trí quản lý này nọ, thì như các bạn đã thấy, nếu như các bạn du lịch Việt Nam thì các bạn sẽ thấy là những tập đoàn khách sạn lớn hiện nay đều đổ dồn về Việt Nam ở những thành phố lớn, ví dụ như là Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn, Phú Quốc, có những tập đoàn khách sạn lớn. Thì theo đánh giá chủ quan của Ngọc thì chuyên ngành này hiện nay là một chuyên ngành có rất nhiều cơ hội là việc làm tại Việt Nam. All right, so hospitality in Vietnam is booming, and in Australia, it's been around for quite a long time. What are the advantages for a student that understands both of these markets and both of these very different industries? What, in your opinion, is the future of the hospitality industry in Vietnam? Theo như ý kiến của Ngọc thì ngành quản lý khách sạn ở Úc thì sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, với một cái lý do là chuyên ngành này đã có mặt ở Úc trường một thời gian rất là lâu rồi, và chuyên ngành này luôn luôn có một cái lũy tiến tăng theo từng năm theo nhu cầu của nghỉ dưỡng cũng như là nhu cầu của kinh doanh. Tuy nhiên là trong tương lai gần thì Ngọc cũng có một cái nhìn rất là lạc quan về cái ngành này tại Việt Nam. Đó của các bạn sinh viên Việt Nam khi mà hiểu được cả hai thị trường Úc và Việt Nam là ngoài việc các bạn có thể có 2 năm kinh nghiệm khi mà mình làm tại Úc và theo dạng post visa, thì sau này các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Các bạn có thể tiếp tục làm việc tại Úc hoặc là các bạn có thể quay lại Việt Nam để làm tại những cái tập đoàn khách sạn quốc tế. And we want to know what type of global opportunities are available to ICMS graduates. Are there active recruitment of international corporations from the senior class? Đây là một điều rất là may mắn tại ICMS, là do ICMS làm việc với những tập đoàn khách sạn quốc tế. Cho nên khi mà học sinh tốt nghiệp xong thì ngoài cái việc là học sinh muốn ở lại Boston Visa để làm 2 năm tại Úc, thì các bạn vẫn có thể chọn những cái nơi khác để mình làm việc sau này chung một cái tập đoàn. Ví dụ như là mình làm tại Novotel Sydney trong khoảng thời gian 2 năm, sau đó mình có hoàn toàn có thể có cơ hội về Novotel Singapore hoặc là Novotel Mỹ hoặc là Novotel Hồng Kông để mình tiếp tục cái sự nghiệp của mình. Why in business and in hospitality is practical skills so important? Can you explain the mesh? How does it work between academic, theoretical, and practical at ICMS? If you could do that in a few sentences, it would be great. Trong tất cả các ngành nó đều quan trọng, nhưng mà đặc biệt là cái chuyên ngành quản lý khách sạn lại là một trong những ngành mà Ngọc đánh giá là kỹ năng thực tế lại là quan trọng nhất. Tại vì gần như 70% những cái việc làm sau này của chuyên ngành này là hoàn toàn tương tác, làm việc tương tác với nhau. Cho nên đó là lý do tại sao mà ICMS cực kỳ để chú trọng vào cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng thực tế trong quá trình các bạn học tại trường. Chuyên ngành quản lý khách sạn này thì như Ngọc đã trao đổi thì nó sẽ song song học thuật lẫn thực hành. Thì trong học thuật thì các bạn sẽ được dạy về những cái quy tắc chung theo chuẩn quốc tế về ngành,
học cách pha chế rượu, học cách quản lý khu nhà bếp, học cách quản lý khu check-in cũng như là quản lý khu nhà hàng. Thì song song với cái việc đó thực hành thì ICMS trang bị cho các bạn khu bếp nè, khu pha chế rượu, một cái sảnh lớn cho các bạn có thể set up một cái bàn tiệc theo chuẩn quốc tế, hoặc là học về cách rót rượu, cách phục vụ rượu như thế nào. Thì ngoài ra nữa thì ICMS cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc là mình sẽ học về những cái kỹ năng mềm, ví dụ như kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng gọi là giải quyết khủng hoảng, bằng cách là sẽ mời các bạn đến gặp những cái người như là manager, những vị trí cao cấp của những tập đoàn khách sạn làm đối tác của trường, để nghe họ chia sẻ về những kinh nghiệm của họ trong ngành. So, a topic that all of our students really want to know: what scholarships are available? I know 2017 is long and gone, 2018 is almost over. How about 2019? Are there any scholarships available for 2019? What are the requirements for those scholarships, and what does a student really need to do to get it? Hiện nay thì ICMS có những cái hỗ trợ học bổng dành cho những bạn nào muốn học chuyên ngành này. Đối với chương trình đại học thì ICMS có chương trình học bổng 25.000 đô Úc, với điều kiện là các bạn tốt nghiệp lớp 12, điểm phẩy trong lớp trung bình là 8 trên 10, có IELTS 6.5, viết một bài luận về bản thân mình và phỏng vấn một vòng từ Úc gọi về khoảng 30 phút. Đối với chương trình thạc sĩ thì hiện nay ICMS có chương trình học bổng 50% học phí. Thì chương trình này yêu cầu phẩy của bậc đại học là 7.5 trên 10, IELTS là 7.0, cũng viết một bài luận về bản thân mình và phỏng vấn một vòng tại Úc. Có một điều đặc biệt của chương trình học bổng này là chương trình này dành cho học sinh quốc tế thôi, cho nên tỷ lệ mà các bạn có thể đạt được học bổng khá là cao tại trường. Trong tất cả các kỳ nhập học của trường đều offer chương trình học bổng này. Hiện nay thì ICMS có tổng cộng là 5 kỳ nhập học dành cho cả chương trình đại học và thạc sĩ hàng năm. Thì số lượng học bổng cho năm ngoái trao khoảng chừng 30 bạn học sinh. Thì năm nay Ngọc nghĩ là số lượng này sẽ tăng lên khá là nhiều, vì học bổng của ICMS nó không có giới hạn. Chỉ khi nào mà bạn đủ điều kiện để cấp học bổng thì ICMS sẽ rất là vui mừng để cấp học bổng cho bạn. So, you and I have both been to ICMS. It's absolutely beautiful. It's set in beautiful Manly Beach, set on top of a cliff, and as students walk to the campus every day, it's almost inspirational. Do you think that really helps to cultivate the mindset of students who attend ICMS? What type of impact do you think it really makes them have, and what type of pride do you think it makes them have when attending ICMS? Nghĩ là một trải nghiệm khác biệt, vì các bạn đi du học, các bạn bỏ một cái số tiền lớn, ngoài việc là các bạn có một cái bằng cấp như các bạn mong muốn thì các bạn cũng có muốn có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác so với một cái cuộc sống hiện nay của mình. Thì Việt Nam là một thành phố châu Á, các bạn sẽ thấy là rất là tấp nập, nhà xe này nọ, nhưng mà khi mà các bạn bước qua Manly, Sydney, đó là nơi ICMS tọa lạc, thì cái không khí nó hoàn toàn khác. Nó là một bãi biển rất là đẹp, là một trong hai bãi biển đẹp nhất của Sydney, và nó chỉ cách trường khoảng chừng 10 phút đi bộ thôi. Thì khi mà các bạn đến đó thì các bạn sẽ cảm giác như là mình hòa nhập vào thiên nhiên với cảnh biển sau những cái giờ học vất vả. Thì đa số học sinh ICMS sẽ đi dọc bãi biển nè, hoặc là có những cái buổi thịt nướng hoặc tại bãi biển, hoặc là đơn giản chỉ là nhìn biển thôi, thì các bạn cũng sẽ giải tỏa áp lực rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy được cuộc sống của người dân ở Úc tại biển, là họ cũng rất là hay đi dạo với lại thú cưng, hoặc là với em bé, hoặc là có những buổi barbecue vào cuối tuần. Ngoài ra thì khu vực Manly đó là một trong những khu vực rất là sạch sẽ, rất là yên ắng, với rất là nhiều những cái nhà hàng bán những thứ đặc sản của Úc, cũng tạo cơ hội nhiều hơn cho các bạn nếu mà các bạn muốn đi làm thêm tại khu vực Manly. Alright, so the ability to interact with the local population is huge. It's paramount to the overall experience that students will have when studying abroad. ICMS is different in the fact that I know the majority of the university population are local Australians.
Can you explain why ICMS is different than perhaps some of the other institutions in Sydney and or in Australia for that matter, whereas a lot of the international student population, they only stick with the international students? Con nghĩ là do cơ cấu của trường, ngay từ khi bắt đầu thì nó đã là 65% học sinh Úc, 25% châu Âu và 10% châu Á. Thì với tỷ lệ hơn 90% là học sinh nói tiếng Anh, môi trường tiếng Anh khác biệt thì đã giúp cho các bạn phần nào mở rộng tấm lòng của các bạn ra hơn và chơi với lại các bạn, hòa nhập với lại các bạn đến từ Úc cũng như là đến từ các bạn châu Âu. Và mình nghĩ là đây là một trong những thế mạnh của trường, vì sau một khoảng thời gian mình có được những cái trải nghiệm hoàn toàn mới, mình tách hoàn toàn ra khỏi một môi trường nói tiếng Việt thì khả năng tiếng Anh của mình cũng tăng lên, khả năng tự tin, khả năng hòa đồng cũng như là mình học được văn hóa của họ. Và các bạn cũng biết là văn hóa là một những việc rất là quan trọng trong việc mai mốt mình sẽ tìm việc sau này. Let's talk about some real truths. Many students, a lot of Vietnamese students as well, and many of the Vietnamese students that come to SI, they fear coming home after they graduate within Australia or from anywhere else in the world. At SI, we tell them that as long as they go to an institute and a career of value and or a major of value, that they should look forward to returning home with excitement. And they should look forward to potentially maybe even becoming an entrepreneur and becoming a pioneer in a very specific industry and or an industry that they may have not probably ventured into without studying abroad. I kind of want to get your thoughts. What do you have to say to that? Thật ra mình rất là thích cái chữ tiên phong của SI khi mà mình tư vấn cho học sinh sau khi mà mình tốt nghiệp. Thì đa số các bạn học sinh sẽ nghĩ là mình đi học ở Úc, mình có cái bằng ở Úc, mình nên cứ tìm mọi cách mình kiếm một công việc ở Úc thay vì mình về Việt Nam. Nhưng mà các bạn cũng quên mất là mình có chia sẻ là hiện nay những tập đoàn khách sạn lớn ở Việt Nam, đặc biệt là tập đoàn khách sạn quốc tế, họ không tìm được nguồn nhân lực mà đủ những cái kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế mà họ đang tìm. Tại Việt Nam, đa số họ cần phải bỏ rất nhiều tiền bạc trong vấn đề training những cái nhân viên ở Việt Nam để đủ cái điều kiện để làm việc tại môi trường quốc tế. Thì mình có một cái lợi thế rất là lớn là không những mình đã học đúng theo tiêu chuẩn quốc tế tại Úc, mình còn được thực hành, còn được trải nghiệm tại Úc. Thì Ngọc nghĩ là với những cái kiến thức và những cái cơ hội thực hành như vậy, mình về Việt Nam thì mình sẽ có những cái vị trí rất là tốt tại những tập đoàn quốc tế. Ngoài ra mình cũng có thể giúp cho cái ngành này tại Việt Nam ngày càng tiến bộ hơn. What about your opinion on what would you like to see ICMS graduates doing when they return home? Where do you want to see them in the next, say, 5 to 10 years? How do you think that returning home with their newfound education will not only enhance their employment prospects, but potentially enhance the opportunities of those around them? Khi mà Ngọc gặp những cái học sinh tốt nghiệp của ICMS thì không chỉ Ngọc gặp những cái bạn mà vẫn đang làm việc tiếp tục ở Úc, ngoài ra Ngọc vẫn có gặp những cái bạn hiện nay vẫn đang công tác tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Thì Ngọc cảm giác như các bạn đã trưởng thành rất là nhiều, vì 3 năm qua đa số là mình sẽ phải tự lập tại một cái đất nước xa lạ. Ngoài ra thì về kiến thức ngành của các bạn cũng nắm rất là rõ, kỹ năng về thực hành của các bạn trong ngành cũng rất là tốt. Ngoài ra quan trọng hơn nữa là kỹ năng mềm về quan điểm sống nè, về thực hành nhóm nè, về những cái kỹ năng như là những cái kỹ năng như là thực hành nhóm hoặc là giải quyết vấn đề của các bạn sẽ cũng rất là tốt so với lại hồi xưa các bạn ở Việt Nam. Thì đây là một nghĩ là đây là những cái kỹ năng mà du học có thể mang lại cho tất cả mọi người. Ngoài ra thì khi các bạn vào một cái công ty thì những cái học hỏi của các bạn khi mà các bạn đi du học thì các bạn cũng rất là vui lòng để chia sẻ với những bạn khác, thì với mục đích là làm cho những cái nhóm đó hoặc là một cái project đó hoàn thành được một cách tốt nhất. If you could describe ICMS in 2 words, what would it be? Ngọc sẽ chọn 2 từ là chuyên nghiệp và năng động. Về vấn đề chuyên nghiệp thì ICMS như lúc đầu chuyên ngành quản lý khách sạn là một như ngành thế mạnh của trường. Trường luôn luôn cố gắng tạo cho học sinh một môi trường chuyên nghiệp nhất có thể, trong lẫn học thuật lẫn về kỹ năng thực hành, để cho các bạn có được một cái kiến thức tốt nhất sau khi các bạn ra trường. Còn về năng động thì do ICMS đa số là học sinh Úc và học sinh châu học tại trường, thì những bạn đó đa số là hướng ngoại, có rất nhiều những hoạt động thể thao, những hoạt động vui chơi giải trí ở trường để cho mọi người
cùng hòa nhập với nhau. Cho nên khi mà các bạn học sinh Việt Nam qua thì các bạn sẽ thấy là một môi trường rất là nhiệt tình, rất là năng động để có thể hòa nhập vào môi trường sớm nhất có thể. What specifically should students do to prepare themselves for employment opportunities of tomorrow and the challenges of tomorrow? Đây cũng là một những điều mà Ngọc rất là muốn nói với phụ huynh hoặc là học sinh trước khi mà các bạn bước qua một đất nước khác hoặc là các bạn chọn ngành để học. Vì mình chọn ngành học, mình sẽ phải chọn một cái ngành nào đó nó phù hợp với tính cách, phù hợp với nội lực của mình, phù hợp với sở thích của mình nữa. Thì riêng về chuyên ngành quản lý khách sạn này, thì về học tập thì các bạn sẽ được học về những cái quy tắc rất là chính xác, những cái hành động, những cái quy tắc của chuyên ngành này là cực kỳ chuẩn mực và chính xác. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ được đi thực hành, thì các bạn sẽ có những cái kỹ năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm, hoàn thành công việc của mình đúng thời gian quy định, và tính cách của các bạn phải là một người rất là hướng ngoại. Các bạn thích nhìn thấy người khác vui vẻ với những cái phục vụ của mình, thích người khác cảm thấy nhìn người khác hạnh phúc khi mà có một cái bữa service ngon hoặc là một bữa ăn ngon trong những cái nhà hàng khách sạn của mình. Thì đây là một trong những cái kỹ năng gần như là bắt buộc nếu mà các bạn chọn những cái chuyên ngành về phục vụ, về service, đặc biệt là chuyên ngành quản lý khách sạn. Your turn. Tell me, what is there anything else that you would like to say about ICMS, or is there anything else that you've been dying to explain about ICMS that you haven't had a chance to yet? Cũng như là một chút về trường ICMS, là một trong những trường đào tạo về chuyên ngành này khá là nổi tiếng của Sydney. Cũng mong là với cái sự chia sẻ này các bạn có một cái định hướng chính xác hơn về hành trang du học của mình tại Úc. Okay, Jade, that's it for today. Thank you so much for coming on our show. Thanks for always participating in our activities. And again, as always, we hope to see you many more times.